Chồng ơi, chồng Gì? anh nhìn em đẹp không? Đẹp. Đẹp thì làm cái nhá, Cái gì? cái Thôi, anh xin em đấy. đi Thôi, đấy, em tránh xa ra một tí đi thôi. lâu rồi không làm cái nào. Lâu cái gì? Em mới đẻ xong. Đẻ cũng được 3 tháng rưỡi rồi. 3 tháng gì? Ui thôi em ơi, em đẻ thường. Anh nói thật chứ, giờ rộng tác ra. Nhúc cả đời, giúp cả đầu anh mà được. Cứ hứng thú đâu mà làm. Nhưng mà lâu rồi không làm. Ôi em ơi, anh xin em ấy, thật anh xin em ấy. Hôm nọ anh mới sờ vào thôi, thật cả tay anh lao vào được. Làm sao hứng thú gì? Ôi. Tả kinh đấy. Kinh gì nó còn hơn cả thế luôn ấy. Em thay đồ rồi cho con ngủ đi. Lâu lắm rồi vợ chồng nó muốn làm cái hâm nóng ạ. Anh cứ như kiểu gì, Hâm cái gì? Ngày nào chả hâm. anh Chăng là kiểu không đủ gì. ấm à? Còn anh thật chứ, em vừa rồi. Thôi anh vào này. Anh thật là bây giờ của em vẫn rộng lắm. Thật là chơi nó có cảm hứng gì đâu. Là sờ vào có cảm hứng gì đâu. Mấy hôm nữa trời nó lạnh, nó se se vào nó xoăn lại. Khi đó không có cảm hứng nhá. Còn gì nữa? Lạnh là gì? Em lạnh anh có lạnh đâu. Mấy hôm nữa nó chỉ có tầm tối đến khoảng 6-7 độ gì đó. Khi nó xoăn lại thì khi nó khít. Chứ bây giờ nó rộng tách rộng hoác ra, giúp cả đầu anh vào cũng vào được. Ông nói chuyện như Nè. kiểu thế là ý Nè. ông là ông Con chê nó tôi đói rồi không? này. Là ông chê tôi đấy à? Anh chê gì em đâu. Anh chê em mà anh lấy em làm gì? Đúng không? Nhưng bây giờ gì? Bây giờ vấn đề là em mới đẻ xong. Bây giờ nó còn rộng mà em đẻ được. Có nhu cầu Biết thế đặt đó, đẻ đời ấy đi, mổ đi. Cứ vậy đặt chứ em khỏe lắm, em đẻ không được. Bây giờ giận tóc tóc đùng ra. Làm này con mọ. thật nhá, mẹ ông bắt tôi về đẻ thường chứ tôi muốn đẻ thường à? Thì bây giờ nói chung về lỡ đẻ thường rồi, nó vẫn rộng, bây giờ làm gì có hứng thú. Bây giờ của anh khác gì đưa chuồng ngoại ông mơ đâu. Ngoái ngoái vài vào đấy đâu. Là ông Đây này, chê tôi. đầu nó to như này này. Thì em nghĩ của anh nó bé xíu như này. Này em Của nghĩ ông bé là quá cơ. bé xíu này luôn, bé tí này. Mà trong khi đầu 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 nó cu nó to như này. Không đúng à? Thôi thay đồ đi cho con ngủ đi. Thôi ấy gì, mấy hôm trước anh xào nó vẫn chứ. Bôi xấu cái gì? Anh quay gì đâu, anh chả quay gì cả. Thôi, anh bảo thật em đi thay đồ cho con ngủ đi. Chứ của em bị nó rụng to như cái đầu này. To như cái đầu này mặc quả. Anh chê đâu, nhưng em thử là bây giờ đầu nó to như này, mặc của anh nó bé xíu như này. Đúng không? Bé tí tí này, nhìn đáng yêu này. Khác nào đuôi chuột ngoài ông bơ đâu. Thôi, em ngủ đấy, anh chịu đấy. Đấy, anh chịu đấy. Em không, em kiếm thằng nào kiếm. Anh nó to rộng như thế anh sao làm gì, sao là nói là bực mình nhỉ? Em mà gần 4 tháng rồi người ta chịu sao đúng không? Thế bây giờ để anh ra lấy quả bí đa, quả bí nhá. Quả bí để anh xử lý nhá. Được không? Chứ có anh bây giờ bé tí này làm sao vào vừa được. Đấy, khác gì đưa chuột vào bơ. Ông về ông chê vợ ông Anh đã. chê gì nhưng thực tế nó Rõ như ràng vậy. là ông đang chê vợ còn gì nữa. Anh không chê, anh lấy em anh chê sao được. Đúng không? Bây hay là để anh vào anh ấy nhá, nếu có bí cho em nhá. Được không? Thay đồ đi ngủ. Con ăn đói này, cho con ti rồi đi ngủ nhá. Nhá. Đi. Đi, nó nhiều quá. Đi. Chịu vậy. Thay đồ đi. Thay đồ nó rộng thế, ai giúp vào đầu vào được. Đi. Thay đồ đi nhá. Mum 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 mum. Đi, nó nhiều nhá.